Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Mọi người còn hay anh hay nói đùa đây là cọp lửa đó, cọp đặc biệt nóng nảy. Vận hạn của cái năm nay đối với người Bính Dần thì sao nam thì có sao Thái Âm, một trong những cái sao người ta còn gọi là tài tinh. Tuy nhiên nữ mạng thì hướng sao Thái Bạch, một trong những cái hao tinh gây hao tốn ngay cả về tài lộc và sức khỏe. Cho nên là từ đầu năm tới giờ anh thấy là mấy người Bính Dần nữ mạng là dữ lắm. Mình cũng do là không có làm cái tử vi của Bính Dần cả năm cho nên là mình không có để ý là Bính Dần năm nay cũng là một trong những cái tuổi khá là phức tạp. Vì sao? Vì cái thiên can thì rõ ràng là chữ Bính nó hình chữ can, người ta gọi là Bính khắc can, thì công việc nó sẽ gặp nhiều cái điều không tốt đẹp, chống phá, đặc biệt là các tháng như là 2 tháng 4 nè, tháng 7 âm lịch đó, là những hai cái tháng cực kỳ là khó chịu. Thì hạn của năm thì rõ ràng là nam với hạn diêm vương, người ta nói là coi chừng xây sát tay chân bệnh đường máu huyết. Còn nữ mạng thì cái hạn là thiên la, chỉ là tinh thần bất an bất ổn ở trong lo âu thôi. Vận niên thì tuy là một năm gặp thiên can bính hình canh nhưng mà vận niên vẫn là vận niên tốt, hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây, khỉ về vườn gì đó, nó cũng là tốt đẹp, ấm no, không có sợ đói ha, yên tâm rồi. Địa chi thì là Dần gặp Tý, là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không số khác nhau, cho nên rất vui cho các em nữ mạng là dù có sao Thái Bạch nhưng mà năm nay cũng không phải là năm rối rắm và tình cảm gia đạo cho lắm ha. Đó là một trong những cái điều mà tích cực. Như vậy thì với cái vẻ bên ngoài của tử vi cả năm Canh Tí năm 2020 đối với người Bính Dần nam thì nữ mạng, thì rõ ràng là nữ mạng xấu hơn nam mạng ở cái gì, ở cái sao chủ của năm mình giữ sao Thái Bạch, mà Thái Bạch thì nó là hình kim, vốn dĩ người mình là hỏa, thì rõ ràng là hỏa thì nó không tốt đẹp cho kim ha. Hai cái sao với lại cái mạng của mình là tương khắc với nhau. Mình là người mệnh hỏa, gặp tháng năm thì là năm thổ, như vậy thì bổn mạng là bị sinh xuất, cho nên bổn mạng sức khỏe cũng không có phải là tốt đẹp nhất đâu, cẩn thận. Mà khi mà bổn mạng bị sinh xuất á thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị yếu đi, phá và tài tinh nó rất là dễ hoàn thành đó. Cho nên là người Bính Dần ở trong những cái tháng xuân của năm Canh Tý phải đặc biệt cẩn thận rồi. Không làm mất thời gian mọi người nữa thì mình sẽ quay vào cái mấu điểm mấu chốt, đó là vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của Bính Dần của các em. Thì Bính Dần thì tháng 7 âm lịch như đã nói hồi đầu là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân thì là thuộc thủy, như vậy là xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe là không được tốt. Mình là mệnh hỏa đã bị sinh xuất rồi, đã bị yếu đi rồi, vô đây là tháng thủy nữa, nó giặt thêm một lần nữa, thì rõ ràng là phải cẩn trọng một tí xíu, đề phòng những tai nạn phạm thân. Đặc biệt là những người theo Phật giáo thì biết rằng tháng 7 là tháng cô hồn, tháng âm thịnh dương suy, mà người Bính Dần của mình là người trực dương, cho nên là cẩn thận nha. Thiên can thì chữ giáp với chữ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp thì nằm âm ngũ hành là mộc, bính là hỏa, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh. Có thể nói có tháng 7 có thể xuôi về bổn mạng sức khỏe, nhưng mà công việc tài lộc thì chắc cũng không có vấn đề, thậm chí là có tài lộc nhưng mà không lớn ha. Rồi địa chi Dần Thân, Dần Thân tại hợi nằm trong bộ tứ hành xung, mà sát nhau trong trong tứ hành xung là lục xung. Đây là dấu hiệu của nhiều rắc rối, không chỉ cho gia đạo đâu mà còn ảnh hưởng cho cả công việc nữa. Như vậy rõ ràng là tháng 7 mạng bị tương khắc, địa chi thì lục xung, cho nạp âm ngũ hành của thiên can có tương sinh đi nữa thì cũng không đủ kéo lại cái sự khó khăn trong cái tháng Giáp Thân này đâu. Cho nên là các em thì anh phải cực kỳ để ý tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn cũng là tháng Giáp Thân. Rồi tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tháng Trung Thu. Tháng này thì là tháng Ất Dậu,
Hắn Ất Dậu thì là thủy tiết. Như vậy thì bổn mạng cũng không khác lắm với cái tháng 7 khi thủy bị là thổ khắc thủy, năm khắc bản mệnh của mình. Bổn mạng sức khỏe suy hao, cẩn thận cái bệnh nạn và tai nạn phạm thân. Rồi, thiên can Ất Bính thì cũng giống như là cái tháng 7. Cái thiên can này cũng là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Giáp Ất nạp âm ngũ hành là mộc, Bính là hỏa, cho nên là gọi là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, có thể sinh tài lộc nhưng không lớn. Địa chi thì tốt đẹp hơn cái tháng 7 với Dần và Dậu, thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng xung khắc nhau. Gia đạo tình cảm có thể là tốt đẹp hơn, không có bị rầy rà rối rắm giống như tháng 7. Tháng 7 nữ mạng thậm chí là còn dễ dướng thị phi, nhưng mà nhẹ thôi, chuyện nó cũng không quá đáng lớn ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất là tháng thổ. Như vậy xét về bổn mạng là sao? Người mệnh hỏa gặp tháng thổ của năm thổ là bổn mạng tiếp tục bị sinh xuất. Bổn mạng gặp không tốt, cẩn thận về cái sức khỏe. Khi bổn mạng bị sinh xuất tháng rồi cả bị sinh xuất năm nữa, thì phúc tinh và tài tinh bị suy giảm cái năng lượng, yếu đi. Và yếu đi thì để phá và bại tinh nó hoàn thành, cho nên cẩn thận những cái việc, đặc biệt là nữ mạng khi mà có cái sao thái bạch là sao chủ của năm, một trong cái hao tinh hàng đầu ha. Rồi thiên can Bính của Bính Tuất với Bính của Bính Dần là đồng hàng, cho nên là ok, đồng hàng công việc tài lộc hanh thông, mọi chuyện có thể tốt đẹp. Rồi địa chi tháng Dần mình mình tuổi Dần gặp tháng Tuất, thuộc địa chi nhóm tam hợp Dần Ngọ Tuất, tam hợp phần địa chi. Người ta nói tam hợp trong địa chi thì gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái tiến triển tốt đẹp, vui vẻ an vui, công việc dễ gặp quý nhân phù trợ giúp đỡ mà có được cái tài lộc. Người ta nói có tam hợp này nó còn tương trợ ngược lên cho cái chữ thiên can Bính đồng hàng nữa. Có thể nói là tháng 9 là một tháng bổn mạng chỉ bị suy yếu, nhưng mà được cái thiên can, được cái địa chi như thế này thì cũng có thể nói là một tháng thành công, tốt đẹp, không có việc gì quá xấu đối với người Bính Dần ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của Canh Tý 2020, mà tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy tháng 9 tháng 10 là giống nhau, bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe không tốt, phúc tinh và tài tinh do bị sinh xuất về bổn mạng cho nên là bị suy yếu, cho nên là nữ mạng cẩn thận hơn là nam mạng. Vì sao? Vì sao chủ của năm nữ mạng là một cái hao tinh. Rồi thiên can Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả Bính lẫn Đinh thì đều nạp âm ngũ hành đều là hỏa, nó cũng gần giống như là cái tháng 9 về thiên can, tức là công việc của tháng 9 tháng 10 đối với những người Bính Dần không có vấn đề gì nhiều cả, không có xấu. Nhưng mà nên nhớ rằng mình đang bị cái thiên can của cả năm là Bính hình can, cho nên là công việc có rối rắm nhưng không lớn, có rối rắm của tổng năm đó. Mình có thể là những cái tháng này tốt, mình đang giải quyết những cái hậu quả của cái tháng trước để lại ha. Địa chi thì cực kỳ tốt đẹp. Vì sao? Vì người ta nói Dần Hợi là thuộc cái nhóm địa chi nằm trong bộ tứ hành xung, nhưng lại là địa chi lục hợp, mà lục hợp thì cũng nó còn tốt hơn tam hợp của tháng 9 nữa. Lục hợp như thế này thì gia đạo tình cảm là cái việc mình không có cái chuyện xui rủi, là cái chuyện hiển nhiên thôi, mà nó còn tác động ngược lên trên cái việc có quý nhân giúp đỡ trên công việc nếu tài lộc không tốt. Nếu như mà Bính Dần mà em nào mà thái bạch từ đầu năm giờ suy hao, tháng này thì mượn tiền dễ được lắm ha. Rồi tháng tiếp theo của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Tý của năm Tý, tháng Mậu Tý, tháng 11 âm lịch. Như vậy tháng 11 Mậu Tý là một tháng hỏa. Như vậy xét về bổn mạng là hỏa đồng nè, bổn mạng là sức khỏe không có phải suy yếu giống như bốn cái tháng đầu của cái video này. Tốt. Thiên can Bính Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Bính là hỏa, nạp âm của Mậu là thổ,
Như vậy là thạc âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này coi chừng suy hao tài lộc, đặc biệt là nữ mạng. Nhưng mà chắc là số tài lộc sẽ không lớn, không suy hao lớn, hoặc là suy hao nằm trong sự tính toán của người bệnh dần nha. Địa chi Dần Tí thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nha. Như vậy là gia đạo tình cảm do có hai cái tháng trước ha, tháng 9 là ba mập, tháng 10 là lục hợp. Tháng này không có xung khắc gì, mình nghĩ là 3-4 tháng này nó sẽ tiếp tục là tốt đẹp ha, không có quá nhiều cái sự xung khắc nó buồn phiền cho người bệnh dần ở trong những tháng này. Rồi, đó là tháng 11. Tiếp tục là tháng cuối cùng năm Canh Tí năm 2020, tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là tháng hỏa. À, như vậy thì bổn mạng và sức khỏe là đồng hàng, không có vấn đề về bổn mạng và sức khỏe tốt. Thiên can bính kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng giống như là mậu, kỷ với mậu là nạp âm ngũ hành là thổ, bính là hỏa, như vậy là nạp âm ngũ hành là tiếp tục bị sinh xuất. À, tài lộc rất dễ suy hao nhưng mà nhỏ không có lớn. Rồi. À, địa chi Dần Sửu thì tự chủ bên ngoài, không hành hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy xét về phần gia đạo tình cảm thì rõ ràng là tốt đẹp đối với người bính dần ở trong cái tháng cuối năm này. À, như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với mọi người cái tử vi vận hạn của cái 6 tháng cuối năm Canh Tí năm 2020 đối với bính dần cả nam và nữ mạng. Thì nhìn chung nặng nề nhất vẫn là nằm ở trong tháng 7 với lực xung của địa chi cộng với lại bổn mạng bị tương khắc với lại tháng, thì cả về gia đạo tình cảm và bổn mạng có vấn đề, nhưng mà tài lộc thì không sao. Như vậy là dù rằng ở trong năm Canh Tí năm 2020 cái chữ bính thiên can của cả năm hình với lại năm, nhưng ở trong nội tại của từng tháng thì không quá nhiều cái sự xung khắc khó chịu đối với người bính dần sinh năm 1986. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ để mà các em tự tin phát triển những cái hoài bão của mình. Đặc biệt người bính dần là do là mệnh lôi trung hỏa, rất là thích làm lớn làm to, thì có thể nói là sau tháng 7 thì người bính dần có thể cương được, không có cần phải nhu nữa, dù là thiên can chữ bính hình chữ căn ha. Rồi, hy vọng rằng là cái chia sẻ này sẽ thật sự giúp ích được cho các em, để mà các em có được những cái thành công, đặc biệt là nối bước qua cái thành công của cái năm Tân Sửu với cái chữ bính hợp chữ tân ha. Rồi, nếu như mọi người xem video này thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.